Xin chào anh em nhé. Tiếp tục lên sóng với anh em, giới thiệu đến anh em một bộ dàn của hãng Sony, model là CMT-M333NT, hay gọi tắt và gọi nhanh nó là bộ NET MD. Trước khi giới thiệu chi tiết về bộ dàn thì em mời các bác và anh em mình trải nghiệm một chút xíu cái chất âm của bộ dàn nhé. Bộ dàn này thì chơi đa thể loại được, nhạc được, có chỉnh bát, chép và sub bát luôn. Đó, có cả giải mã anh em nhé, đầy đủ giải mã. Chơi đĩa CD, MD và áo ích có điện thoại máy tính. Cụ thể chi tiết tình trạng của các chức năng em vừa nêu như thế nào thì mời các bác theo dõi hết video test luôn nhé. Nên trước đây thì mời các bác là trải nghiệm chất âm đã. Rồi là em test chất âm qua cổng AUX trên kết nối điện thoại máy tính qua jack 3.5 ở chế độ analog anh em nhé. Bây giờ em sẽ test tiếp những chức năng tiếp theo là chức năng chơi giải mã optical từ Smart TV xuống. Anh cho em ấn cho em một nút có chữ là function ở trên máy nhé. Hoặc là nếu trên điều khiển thì anh em ấn cho em một nút có đây có biểu tượng là revert đấy nhé. Chuyển về chế độ là optical. Rồi, optical nhá, để chơi giải mã từ Smart TV xuống. Anh em chờ em chút xíu để em bật TV ạ. Rồi. Mời anh em trải nghiệm chất âm qua cổng optical nhá. Em sẽ cân đối lại cái chế độ bass check cho nó phù hợp để nghe cho hay nhất nhá. Test tiếp đến tính năng tiếp theo, tính năng chơi đĩa MD. Sẽ bỏ một đĩa MD vào. Hay tính năng phụ MD. MD đã đọc bài, đã chơi rồi các bác nha. MD thì em chỉ đĩa nhạc nước ngoài thôi, cho em sẽ test nhanh nha các bác nha. Rồi, ok nhá. Mới đây con này đọc ok. Còn em sẽ test đến tiếng đăng cuối cùng là đĩa CD. CD con này đọc có kén vấp nhẹ nhá. Anh em nào mà hay chơi CD thì bỏ qua con này cho em. Đó, chờ chút xíu.
Rồi, đã đọc bài anh em nhé. Như mà nói đầu, CD con này là có sự kén bấp nhẹ nhá. Anh em nào mà hay chơi CD thì bỏ qua con này cho em. Con này em đánh giá là CD mắt đọc của nó hơi kém một chút xíu. Rồi, em trở về chế độ giải mã optical nhá. CD thì em đánh giá thấp, con này tình trạng mắt đọc còn tương đối tốt thôi. Ấn faction trở về chế độ là optical cho em. Ngoài ra con này còn có thêm chế độ nữa là chế độ giải mã USB chân vuông, để anh em chơi giải mã trực tiếp từ máy tính qua cổng USB. Tuy nhiên thì hiện tại em không có máy tính ở đây thì em sẽ không test cái chức năng đấy nhé. Chức năng đấy nó sẽ nằm ở cái chế độ là, nó ghi ở chế độ là PC, đây, PC nhá. Đấy, thì em vừa mới nêu. Rồi nhá. Bây giờ em sẽ quay qua hình thức tổng thể của bộ dàn. Mặt trước của bộ dàn em đánh giá còn rất là đẹp, với tông màu là trắng sữa rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy, thiết kế đẹp, loa đẹp, đầu máy cũng đẹp. Em quay đi mặt trên của nó. Mặt trên thì loa và đầu cũng còn rất là đẹp luôn. Đây, loa đầu máy cũng còn rất là đẹp, vuông vắn, không vỡ, không bể nở. Sơ sát thì có thể là có một chút xíu, tuy nhiên cũng không đáng kể với con này nhé. Đấy. Rồi, quay mặt sau. Loa vuông vắn, không vỡ, không bể nở. Đầu máy đít cũng rất là đẹp. Các cổng kết nối như sau. Đây cổng USB chân vuông, đây là để anh em kết nối máy tính qua cổng USB. Đây là cổng giải mã optical, dưới là cổng analog chơi điện thoại máy tính. Đây là hai jack loa cắm, anh em cắm đúng chiều cho em nhé, cắm ngược là nó sẽ không vào. Thông số một chút xíu ở cục dàn. Cục dàn này công suất của nó là 55W. Thông số của cặp loa, cặp loa này tổng công suất của nó là 100W và trở cắm là 6 ohm. Cạnh bên này của loa rồi cũng đẹp, ok. Cạnh còn lại bên này đẹp, ok, không xước sát. Cạnh tiếp theo ở bên trong này cũng tổng thể đẹp, ok, có xước sát nhẹ, không đáng kể, không đáng kể, không nhìn rõ. Rồi cạnh cái này hơi có chảy xước một chút xíu nhá. Đây có vết chảy ở chỗ em chỉ tay đây, tuy nhiên nó ốp và âm ly cho nên là cũng không ảnh hưởng gì cả. Rồi à, còn cái căng nữa đây, cái căng ở đây các bác nhá. Đây là hai căng của nó đây. Đó. Còn tương đối đẹp. Ok, xin phép báo giá với anh em và các bác. Với bộ dàn này Trung Kiên Audio bán với giá là 1.650.000. Giá đã bao gồm tất cả mọi phụ kiện đi kèm, đó là thứ nhất một chiếc điều khiển để anh em tăng giảm âm lượng, anh em chỉnh bass, jack và subbass trên dàn nhá. Tiếp theo nữa là chức năng là một dây AUX để anh em chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5. Và cuối cùng là một chiếc đổi nguồn để anh em chơi điện 100. Nói chung là đầy đủ các phụ kiện anh em về chỉ phải chơi thôi. Ngoài ra với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản đủ, bên em sẽ miễn phí ship cho các bác và anh em mình. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc, anh em mua chuyển khoản cọc trước là 300.000. Tuy nhiên với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì bên em sẽ không miễn phí ship. Hướng dẫn các bác cái cách sử dụng điều khiển chút xíu nhé. Đây là nút để anh em ấn chỉnh bass jack nhá, nút giữa này nhá, và sang phải sang trái để tăng giảm. Đấy, em làm mẫu này, sang trái sang phải tăng giảm nhá. Đấy, hoặc nút này cũng được, DSP này nhá, cũng là nút để chỉnh bass jack này. Đấy, và cũng tăng giảm ở nút sườn này, lên xuống ở đây. Đó, lên giảm đấy thôi nhá. Còn đây là tăng giảm âm lượng của nó này. Đấy, còn nút reverb này là nút để chuyển các hệ nhá. Optical này, analog này, tab này, tuner này, MD, CD, PC này. Đấy, còn đương nhiên rồi, đây là nút tắt nguồn. Đấy, rồi, ok các bác và anh em. Mọi chi tiết hẹn là dàn, anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin kết thúc video test tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio. Bữa trước em có lên một cái dàn như này rồi, tuy nhiên thì giá nó rẻ rất nhiều. Nếu anh em thích cái chất âm của cặp loa này, anh em mà với mức giá rẻ hơn, anh có thể tham khảo nhé. Mình sẽ gửi link test cho các bác ở trong Zalo. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.